Không sao đâu, con niệm A Di Đà Phật cho bà nội đi. Niệm A Di Đà Phật với bà nội đi. Dạ. Dạ chúng con kính thưa chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long, Thiên Thần, Hộ Pháp, tận hư không, biến khắp pháp giới và tất cả hữu duyên chúng sinh A Di Đà Phật. Chúng con kính thưa quý thầy, quý cô, quý sư phụ, quý huynh đệ đồng tu tiểu muội và toàn thể quý khán giả yêu thương. Hôm nay đầy đủ nhân viên thì bà nội cùng phóng sanh. Bà nội phóng sanh để cầu cho gia đạo bình an A Di Đà Phật. Ai Di Đà Phật, chúng sanh quy Phật, chúng sanh quy Pháp, chúng sanh quy Tăng, chúng sanh quy Phật bất đọa địa ngục, chúng sanh quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy Tăng bất đọa bằng sanh. Chúng sanh sẽ tạo chư ác nghiệp, do vô thủy tham sân si, cùng thân ngữ ý chi sở sanh, ý chí chúng sanh về sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói tất cả chúng sinh ở 10 phương thế giới niệm A Di Đà Phật, cho tới khi thành Phật đều đồng một pháp hiệu là Diệu Âm. Vì vậy kính nguyện tất cả chúng sanh của mẹ đang có mặt tại nơi đây. Con làm có công đức luôn á. Dạ. Sống lâu khỏe mạnh á, phóng sanh không có bệnh á. Mỗi đứa 5.000. Bà nội làm cực khổ lắm con. Bà nội chờ ta. 25.000 mỗi đứa 5.000 nha. 5.000 chia đồng nha. Ở đây có 5 đứa là mỗi đứa 5.000 á nha. Đúng rồi. Hiểu không? Mỗi đứa được 5.000. Mình lấy tờ tiền mồi của mày cho. Rồi đoàn kết nhau mà sống, không có giành giật nha các con. Rồi vui vẻ hòa thuận. Đi từ từ thôi, chạy té về nhà hiếu thảo với ông bà cha mẹ nha. Luôn nha con. Rồi đi học nghe lời thầy cô giáo dạy, đừng có đi với người lạ nha các con. Rồi chào các con.